Em quay tiền đi. Quay tiền Liên. Không thể nào. Còn nếu không á, tao cho mày khỏi gì qua phà luôn á. Thu tiền gấp 3 lần món hàng đã giao, nam shipper bị khách cơm bát cực căng, nhưng được cộng đồng mạng lên tiếng bênh vực. Một nam shipper tại Vĩnh Long sau khi giao hàng xong và định rời đi thì bất ngờ bị khách chặn lại. Vì người phụ nữ cho rằng anh đã thu tiền nhiều hơn so với trên hóa đơn và tặng luôn cho anh màn cơm bát cực sôi động. Mà ba lớn mừng chưa đủ. Không đủ thì cô liên hệ sao? Đâu? Dạ không trả được. Con trả rồi cái đơn này sao? Bây giờ. Ba lô giống muộn trăm ngàn nè. Mấy giờ mới muộn trăm ngàn nè. Con không biết. Nhưng sự thật, người phụ nữ này đã đặt online 6 món hàng với tổng hóa đơn gần 300 nghìn. Nhưng shop chỉ giao một món và shipper chỉ thu theo đúng số tiền trên app. Anh đã nói trước hàng này không được kiểm và có thể gọi cho chủ shop để trao đổi. Nhưng người này vẫn nhất quyết xé toạc kiện hàng rồi trả lại và ép nam shipper phải hoàn tiền. Nói chuyện với cô từ đầu chứ không phải là mới nói ở đây đâu mà. Thì con cũng từ từ. Mày hỏi đi. Tự bà làm sầu lên vậy chứ con làm gì. Ba lâu cuộn trăm ngàn nè. Cái này con không biết rồi nha. Đồ của cô tự biết. Bất mãn vì giao hàng không đủ số lượng nhưng phải trả đủ, người phụ nữ đã hung hăng dọa nạt nam shipper và tự ý ném luôn giỏ hàng trên xe xuống đất. 209 là con hư đủ 209. Mày hỏi đi. Dạ các bạn. Ê. Bà làm kiểu đó tôi báo không mày. Điện lại đó. Đã báo luôn. Rồi điện mang lại đi. Chứ đồ của người ta mà giống chỗ này. Rất nhiều dân cư mạng tỏ ra bức xúc thay cho nam shipper mà để lại bình luận. Shipper chỉ có nhiệm vụ giao hàng, còn hàng hóa là do shop. Đặt hàng phải xem kỹ trước khi đặt, liên quan gì shipper. Sợ mấy cô không rành mạng xã hội mà ham đặt hàng. Gặp tao là shipper là nhảy còn hơn bà đó, chứ không để mình ên bà nhảy đâu. Người ta giao đơn ăn được có mấy ngàn bạc, làm shipper tội lắm mấy bà nội ơi. Gặp mấy bà không hiểu biết về mua đồ online mà cứ thích mua rồi đổ lỗi cho shipper. Tiền ship chỉ được vài đồng, nhưng gặp phải khách máu chiến thế này thì shipper chỉ có nước bỏ nghề. Còn bạn thấy thế nào sau khi xem video? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại!